Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nghị quyết số 12 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định công an xã, thị trấn phải bám sát cơ sở với mục tiêu thực hiện tốt bốn cùng với nhân dân, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên An ninh Điện Biên về việc thực hiện nghị quyết này. Công an xã, thị trấn là công an cấp cơ sở, là cấp công an đầu tiên tiếp nhận, nắm bắt tình hình, giải quyết ban đầu tại chỗ các vấn đề an ninh trật tự xảy ra ngay tại địa bàn. Về công tác tại cơ sở, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an xã gặp rất nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, do không phải là người bản địa, thời gian công tác còn ngắn, nên việc giao tiếp với bà con bằng tiếng đồng bào cũng là một khó khăn, thử thách đối với một số cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở. Đại úy Trần Hồng Thái là một trong những cán bộ chiến sĩ trẻ được tăng cường về xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Để có thể giao tiếp được với bà con, vào mỗi buổi tối, một lớp học đặc biệt lại bắt đầu. Quen với một môi trường công tác mới và cũng có nhiều cái trải nghiệm mới liên quan đến công việc cũng như là về tình hình dân cư cũng như là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Và cá nhân tôi nhận thấy thì nó cũng hết sức khó khăn. Tuy nhiên thì với tinh thần là ham học hỏi thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi cũng như là các đồng chí được tăng cường về các xã biên giới trọng điểm thì cũng sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này của lãnh đạo bộ giao. Vượt qua những khó khăn trở ngại ban đầu, lực lượng công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản để giữ cuộc sống bình yên cho người dân. Mỗi cán bộ đều xác định việc học ngoại ngữ, học tiếng đồng bào dân tộc là một yêu cầu, nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ. Đây là yếu tố quan trọng để lực lượng công an thêm gần dân, hiểu dân hơn. Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi, nơi đây hơn 90% dân số là đồng bào các dân tộc ít người sinh sống. Đây cũng là địa bàn còn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Điều này đòi hỏi lực lượng công an tỉnh Điện Biên phải nỗ lực rất nhiều trong việc bám sát địa bàn, hiểu được người dân tộc. Học ngôn ngữ đồng bào là một trong những yêu cầu tiên quyết để có thể gần gũi, gắn bó với nhân dân. Với mục tiêu đến năm 2025, công an tỉnh Điện Biên phải đảm bảo về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ tin học, nắm vững pháp luật, am hiểu phong tục tập quán và tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số, ngày càng hoàn thiện năng lực, thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo tính chuyên nghiệp. 100% cán bộ công an xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. 100% cán bộ công an xã, phường, thị trấn tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng và sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn. Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cùng với đặc thù địa bàn, công an tỉnh Điện Biên xác định từ nay tới năm 2025, 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh phải được đảm bảo về trình độ chuyên môn, am hiểu ngoại ngữ tin học, am hiểu phong tục tập quán, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. 100% cán bộ công an xã, thị trấn được bồi dưỡng, sử dụng tiếng đồng bào phù hợp theo từng địa bàn. Các lớp tiếng Mông, tiếng Lào liên tục được công an tỉnh tổ chức khai giảng để bồi dưỡng bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ công an cấp cơ sở. Học viên của các lớp học là cán bộ chiến sĩ công an xã, thị trấn và các phòng nghiệp vụ chuyên môn công an tỉnh. Sau khi tham gia học tập, các học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hiểu biết về cái phong tục tập quán của nước bạn Lào, đấy, đồng thời sử dụng những cái ngôn ngữ và những cái hiểu biết của cá nhân chúng tôi để về áp dụng về trong công tác nghiệp vụ và cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua lớp học tiếng Lào này sẽ giúp cho bản thân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ có thêm kiến thức để phục vụ cho công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm. Từ việc tự học và chủ động mở các lớp học đã giúp cho lực lượng công an xã chính quy nhanh chóng hòa nhập công việc, nắm bắt địa bàn, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là nguồn nhân lực rất kịp thời đối với các địa bàn trọng điểm trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Công an như đề án 06, cao điểm phòng chống tội phạm. Đem vào những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm thực tiễn ở cục, ở trường mình để hỗ trợ, bổ trợ thêm cho các đồng chí ở công an các xã đã góp phần tích lũy, bồi bổ thêm kiến thức thực tiễn, đặc biệt là tham gia giải quyết các cái vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là trong vùng dân tộc, tôn giáo.
Theo chia sẻ của người dân tại địa phương, từ ngày có lực lượng công an chính quy về xã, cùng với đợt tăng cường cán bộ từ bộ về, đã giúp đỡ người dân rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Ban đêm có phải gọi trên mạng để đi giải quyết những cái vấn đề an ninh, chuồng cát, tài sản các loại. Còn hiện nay là bên công an chính quy nó đi giả soát, khi có trường hợp hiện tượng xảy ra chỗ nào thì nó cũng đi vận động hay là đi xem kịp thời. Với những nỗ lực rèn luyện của lực lượng công an cơ sở, bức tranh về tình hình an ninh trật tự tại các xã thị trấn đã có nhiều đổi khác. Đây chính là yếu tố góp phần thực hiện thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới. Biết được ngôn ngữ, có thể nghe dân nói dân hiểu, nhiều cán bộ chiến sĩ đã thực sự trở thành những người con của buôn làng dân bản, tạo được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với lực lượng công an nhân dân. Đây cũng là một yêu cầu để lực lượng công an nhân dân vững mạnh hơn theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.